Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện. Tội lỗi con Chúa đã biết, tội lỗi con Chúa đã biết, xin đừng trách tội con. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tại hội nghị hàng năm của Trung tâm Truyền thông Đại chúng và Thông tin Châu Á ở Kuala Lumpur vào năm 1997, người ta kể một câu chuyện về người kế toán thuê Narayan Swami, người Ấn Độ như sau. Swami là một tiếp người trung bình về nhiều mặt. Anh sống một nếp sống trung bình, và khi anh chết, thần Chitragupta, kiểm toán viên của trời, đã lập một bản tổng kết các việc tốt và các việc xấu của anh ta. Kết quả cũng chỉ là tỷ lệ 50/50%. Thần Chitragupta bảo Swami rằng, vì các việc tốt và xấu của anh ta ngang nhau, nên ngài không thể quyết định. Vì vậy, chính Swami phải chọn. Swami vốn tính hay bối rối từ khi còn sống, bây giờ thì lại càng bối rối hơn. Thấy thế, thần Chitragupta nói, ngài sẽ giới thiệu Swami với phát ngôn viên của thiên đàng và của hỏa ngục. Họ sẽ góp ý cho anh ta. Người phát ngôn viên của thiên đàng trong trang phục đơn sơ dẫn Swami tới một cửa sổ mở vào thiên đàng. Qua cửa sổ này, Swami nhìn thấy quang cảnh có thể được mô tả là huyền ảo. Có những núi toàn là bơ với những sông sữa chảy qua, rồi cũng có những vại mật ong. Thần Rishi và thần Gurus đang ngồi suy niệm trên tảng đá. Swami nói, tuyệt, bây giờ cho con xin xem hỏa ngục. Người phát ngôn của hỏa ngục trong trang phục thời thượng, miệng phì phà điếu đun hiu. Hắn mời anh ta đến một chỗ, có một cửa sổ mở vào hỏa ngục. Quang cảnh trông rất giống khách sạn Hilton. Rất đông các quý ông quý bà trang điểm trau chuốt từ đầu đến chân, đang ngồi trên các tảng đá xung quanh, miệng nhâm nhi rượu nho và rượu mạnh. Ai nấy đều có thời gian thoải mái siêu vời. Swami nói, đủ rồi, tôi chọn hỏa ngục. Lần đầu tiên, anh ta dám ra khỏi cái hiện hữu tẻ nhạt của mình để gia nhập giới thượng lưu. Thế rồi, cổng hỏa ngục mở ra. Sau khi đi qua những dãy hành lang tối om, Swami được hai thiên thần xinh đẹp của hỏa ngục dẫn tới một căn hầm hơi nóng. Tại đây, anh bị nếm đủ các loại cực hình khủng khiếp và đau đớn. Mặc kệ anh ta nài nỉ van xin, chúng không hề nương tay. Swami chỉ còn biết cách van xin các tên quỷ và nói rằng anh ta đã bị dẫn đến sai chỗ vì lầm. Anh ta đã được ông phát ngôn hỏa ngục cho xem một chỗ khác. Nhưng một tên quỷ đáp, tất nhiên vì ông ấy là trưởng phòng quan hệ công cộng của chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến! Quan hệ công cộng là mối quan hệ của mình đối với quần chúng. Ngày nay, người ta phát huy tối đa mối quan hệ này bằng cách khai thác triệt để tính hiện đại của các phương tiện truyền thông đại chúng. Để không bị lãng quên,
trong lòng người hâm mộ. Các sao ca nhạc hay giới nghệ sĩ không ngừng xuất hiện trên các báo đài, nhất là trên mạng Internet với nhiều cách thức. Có khi bằng những việc thể hiện tài năng qua việc tổ chức các sự kiện. Nhưng cũng không thiếu trường hợp đánh bóng tên tụi mình bằng những chiêu thức rất tầm thường, thậm chí là giả dối, miễn sao thiết lập được mối quan hệ công cộng với mọi người. Cũng vậy, có rất nhiều xu hướng, nhiều phong trào, nhiều chủ thuyết thực sự đi ngược với giá trị nhân bản của con người. Tuy nhiên, vì trưởng phòng quan hệ công cộng của những chủ thuyết, những phong trào sống đó là những người biết ngụy tạo, biết che đậy sự thật, khỏa lấp thực tế bằng những lời khoa ngôn ngụy ngữ. Và kết quả là có rất nhiều người sẵn sàng chọn con đường đi vào địa ngục như anh chàng kế toán Squami, và khi nhận ra được bản chất thật sự của nó thì đã quá muộn màng. Như chúng ta biết, việc gia tăng dân số ở các nước chậm phát triển luôn là vấn đề được lãnh đạo của các quốc gia này quan tâm. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ cho phép tệ phá thai được thực hiện một cách tràn lan và tùy tiện trên đất nước của mình. Vì rõ ràng, phá thai là giết người, là tội ác. Thế nhưng tại Việt Nam, dưới chủ trương phải thực hiện tốt chính sách kế hoạch hóa gia đình, nhiều biện pháp phòng tránh thai được phổ biến một cách công khai, rộng rãi đến nỗi ngày nay nhiều phụ nữ không còn thấy ngần ngại khi quyết định loại bỏ đứa con của mình đang cưu mang ra khỏi cuộc sống. Quan hệ công cộng là điều cần được thiết lập khi chúng ta loan báo tin mừng. Nhưng tất cả phải dựa trên thực tế, sự kiện và sự thật. Quan tâm của Hội Thánh là làm điều thiện và phổ biến điều thiện, cho dù điều ấy có được nhiều người đón nhận hay yêu thích hay không. Trong việc làm chứng tá tin mừng trong thời buổi kỹ thuật số, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắc nhở rất rõ trong sứ điệp nhân ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 45 như sau. Trước tiên, chúng ta phải ý thức rằng, chân lý mà chúng ta tìm cách chia sẻ không kín bút giá trị từ sự nổi tiếng hoặc từ số lượng sự chú ý nó thu hút được. Chúng ta phải phổ biến chân lý trọn vẹn, toàn diện, thay vì làm cho nói được người ta chấp nhận bằng cách bọc đường cho nó. Lạy Chúa, với tâm tình thống hối của mùa chay, chúng con cúi xin Chúa thứ tha vì những lần chúng con đã để cho những ý đồ riêng tư xâm chiếm mục đích và ý nghĩa đích thực của công cuộc trao truyền lời Chúa, khiến cho tin mừng không triển nở được trong lòng người nghe, và nhất là gây tình trạng nhiễu loạn thông tin, hiểu lầm, mất sự hiệp thông, gây chia rẽ. Xin ban cho chúng con không chỉ có những năng lực cần thiết mà còn phải có một lương tâm ngay thẳng khi thi hành sứ vụ loan báo tin mừng trong thời đại truyền thông kỹ thuật số này. Amen. Tôi lỗi con, Chúa đã biết, xin đừng chấp tội con, xin đừng chấp tội. Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 phút, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in